nó sẽ mang tới những cái giá trị, những cái động lực rất là tốt cho các bạn để tăng cường cái doanh số trong năm nay. Bán TV Lifestyle chắc chắn sẽ về số. Trong bối cảnh một cái thị trường TV đầy cạnh tranh như hiện nay, với những sản phẩm tương tự nhau và rất là nhiều hãng cạnh tranh và nhu cầu đang ngày càng đi xuống như hiện nay, làm thế nào để các bạn có thể đạt số trong cái giai đoạn bây giờ? Đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái dòng TV độc đáo nhất chỉ có Samsung chúng ta bán. Xin giới thiệu với các bạn, đó chính là dòng TV Lifestyle The Zero, The Frame và bên đây là The Serif. Đây là những sản phẩm chỉ có Samsung mới có, và các bạn là những người rất may mắn. Các bạn là những nhân viên BS rất là giỏi của Samsung, và nay các bạn đã có trong tay thêm một cái vũ khí tuyệt vời chỉ có Samsung có, thì tôi tin rằng các bạn chắc chắn sẽ là những người chiến thắng cuối cùng trong những cái mùa bán hàng trong năm nay. Sản phẩm mình thích nhất đó là dòng Zero ạ, dòng TV The Zero. Thích con The Frame này hơn. The Serif thì cái lý do thì nó gợi nhớ lại những cái dòng TV trước đây, có chân. Và đối với dòng Serif này thì thiết kế nó rất là tao nhã. Tại vì là cái màn hình xoay của The Zero đem đến cho mình cái trải nghiệm mới trong cái việc là tương tác với cả điện thoại. Nó dễ bài trí lắp đặt trong một cái căn phòng, không cần quá cầu kỳ. Thứ nhất đó là về chế độ xoay, là một chế độ rất đặc biệt. Và đây là dòng sản phẩm đầu tiên mình được tiếp cận có chế độ xoay như thế này. Thứ hai là mình cảm thấy nó rất là phù hợp đối với những người giới trẻ như mình. Về TikTok này hay là YouTube, các thứ rất là phù hợp trong cái thời hiện nay. Các khách hàng tại đây đã được trải nghiệm và đưa ra ý kiến của mình về TV Lifestyle 2020 của Samsung. Còn rất nhiều khách hàng ở ngoài kia chưa được biết đến. Hãy giúp khách hàng biết đến TV Lifestyle.